Nếu các bạn đang cần kim cương hoặc mua Free Fire giá rẻ, uy tín, chất lượng thì hãy đến ngay với shop.akida.vn. Vòng quay gì cái gì cũng có, thiếu mỗi vòng quay trúng người yêu, nhưng có tỷ lệ quay trúng luôn cả chủ shop đẹp trai chim dài 1m2. Tất cả chỉ có tại shop.akida.vn. Ok, hello, xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại channel Hùng Akida Mobile của mình. Và chào mọi người đã đến với video nữa về Free Fire. Oh yeah, và chúng ta có thể nói là đã đến một cái ngày mà nó éo ra đồ gì cả. Chính vì vậy cho nên là mình sẽ quyết định đi review lại skin súng cũ. Dạo gần đây thì mình có thấy là anh TVT Free Fire thì anh có review cái khẩu MP40 ra mắt đầu tiên của game Free Fire đó, khẩu MP40 Titan. Thì mình cũng thấy khẩu đấy ngon, mà khẩu đấy mình cũng có, mà nói thật với các bạn là mình cũng chưa xài bao giờ, nên mình quyết định là mình cũng sẽ sử dụng thử khẩu đấy. Thì hiện tại là nó có ra mắt lại cái vòng quay là vòng quay khủng long, nó còn giảm giá 10 lần đầu lực quay này. Mình sẽ test thử cho các bạn, mình sẽ là một người gọi là đầu tư, mặc dù là mình làm việc thì nó cũng vì cái hóa đơn tiền điện, nhưng mình quyết tâm sẽ là một YouTuber hy sinh cho các bạn test thử cái tỷ lệ ra, xem cho các bạn xem là cái bản vẽ này liệu nó ra có dễ hay không. Và các bạn thể thấy đấy, chúng ta đây là chúng ta quay lời cả kèn chưa ra. Vâng, ra được một cái bản vẽ rồi, rất tuyệt vời. Nhưng đó là tất cả những gì chúng ta có thể có được ở trong cái vòng quay này. Và định mệnh nó cái tỷ lệ quay nó phải gọi là thấp vãi trường dạo. Ủa, lại thêm được một bản vẽ nữa, quá hợp lý luôn. Mà cái vấn đề nhá, mình đang có một cái vấn đề ở trong cái vòng quay này, mình đang rất là khó hiểu luôn. Thứ nhất là nhiều bản vẽ vẽ cứ tà này, em sớ đi tế nhà nó à. Và thứ hai ấy, là cái hòm súng này này, đó là cái hòm súng vũ khí sinh học này này. Mình vẫn chưa hiểu là cái khẩu SWAT này sinh ra để làm cái gì trong cuộc sống này. Cái khẩu SWAT này nó không có chỉ số với ông ơi. Mà skin sơn lên mà không tăng chỉ số thì là skin vứt đi ở trong tựa game lửa chuồng của chúng ta rồi. Mình vẫn chưa hiểu là cái khẩu này nó đẹp hay là nó hiếm, hay là nó như kiểu khẩu UMP Ruby hay là gì đấy, hay là khẩu AK đồng hay là AK vàng hay là gì đấy. Mà mình nói thật các bạn là khẩu này nó không tăng chỉ số và nó vẫn nằm trong vòng quay. Thế bây giờ quay ra cái hộp súng này xong mở ra khẩu này làm cái gì, có ai xài đâu, mình vẫn chưa hiểu lắm. Nói chung là tỷ lệ ra nó cũng ok đấy các bạn ạ. Để mình quay nốt lấy cái khẩu UMP hổ trùng lắm chiêu với cả là khẩu ngựa văn cái. Mình còn thiếu hai khẩu này, 5 đá với 2 bản vẽ với cả 3 đá. Như vậy là 8 đá với 3 bản vẽ lận. Ok, như vậy là đủ bản vẽ rồi, kiếm thêm đá cái. Cậu bé vàng trong làn đập đá đây từ tuyên qua mà lại không đập được à? Vâng, nhìn mày nó nhìn được thừa bản vẽ rồi. Lần này tự dưng chuyển từ đập đá sang biết sớ các bạn. Wow, chùm đập đá đấy thì tuyệt quá, nó phát ra 3 viên đá. Đấy, thế thì các bạn, đấy mới là chùm cuối đấy thì tuyên quang này. Cậu bé vàng trong là đập đá, đã đập là phê, không đập. Đây các bạn, chúng ta sẽ cùng đi chiêm ngưỡng con hàng MP40 Titan. Thực ra con hàng này là một con hàng rất xịn. Con hàng này là con hàng MP40 nhiều đạn nhất mà mình từng biết luôn. Nếu như mà các bạn đã biết đến khẩu những khẩu MP40 như kiểu là khẩu sấm sét này với 40 viên đạn thì vâng, các bạn sẽ có thể biết đến khẩu ma mị với 39 viên đạn. Thì đây là cụm tổ của ma mị với cả là sấm sét, là MP40 Titan với 45 viên đạn ở tại băng đạn số 3 nha các bạn. Và nó rất là nhiều đạn luôn. Một lượng đạn mà tương đương với lại là một khẩu Scar Titan hoặc là một khẩu AK dùng lửa. Thì chúng ta sẽ cùng test thử xem con hàng này nó có ngon hay không. Rồi, chúng ta sẽ cùng vào để test em hàng MP40 Titan các bạn nhé. Có cái gì để mua nữa không? Không có gì để mua nữa thì em té. À ừ, đâu có gì để mua thật. À, nhưng mà chúng ta phải cầm bộ đồ khủng long các bạn ạ. À, tại vì nhân dịp là khủng long nó mới trở về. Ui, nó cắt rất là nhiều khủng long, xanh đỏ tím vàng luôn. Mình nhiều khủng long lắm. Khủng long thám hiểm, các kiểu là điều khủng long xương các thứ luôn. Thôi chúng ta sẽ cùng cầm con Godzilla đi. Kiểu tự dưng thấy cả mả khủng long này, tự dưng con này nằm ở giữa ấy, người ta gọi đấy là ý trời các bạn. Thế cầm con này đi, hợp lý. Uầy, vãi cả nồi, mặc cái bộ Godzilla đấy đi kèm với cả quả ba lô với quả giày này trông nó phù hợp vãi đồi đấy các bạn. Đúng kiểu set full xanh luôn. Đùa, trông giống cục cất màu xanh vãi. Thế các bạn, chưa lần nào mình được ỉa ra cục cất màu xanh, mới chỉ ỉa ra cất màu đỏ, cất màu vàng, mới cất màu đen thôi. Ôi, cái đinh bay nó vãi cả nồi. Em tính bay lên trên nóc sung lũng để em làm một cái đại hội võ thuật ở đấy. Em sẽ trở thành Sokoku vô địch đại hội võ thuật luôn. Nhưng mà đinh bay nó éo được rồi các bạn ạ. Chúng ta lại bị rớt đài rồi. Rớt đài nhanh quá. Ôi, trước mặt tôi có thang. Nó còn cầm một khẩu súng trường nữa. Nhìn khẩu này giống khẩu AK lắm. Không biết là khẩu này là khẩu gì thôi. Ôi, con anh em vừa rớt ở trên nóc thung lũng xuống kia. Mà mấy thằng vừa rớt trên nóc thung lũng xuống lại yếu lắm đây. Nó là yếu sinh lý lắm. Nhưng mà từ từ làm bè phải đớp thằng này trước. Ui, anh lại vác shotgun à? Ui trời ơi, đừng mày nói vác cả đồ chùm Glock 18 đến từ tên quang. Bắn từ chiến nhiều rồi, bây giờ ra đây bắn một Glock 18 nó gọi là chuyện bình thường luôn. Ghê. Ôi định mệnh nó vác cả đồi, đó phải shotgun các bạn ạ. Nó là lục shotgun. Và định mệnh nó cầm khẩu Scarlet các bạn.
cái anh vừa nhảy xuống rất đài đấy đâu rồi. Ôi trời ơi, đừng mày lóm quái cả rồi, không phải thằng này à? Theo nó hồi máu rồi vậy. Không biết nãy nó vừa rớt ở trên nóc xuống, đúng ra nó phải gần chết rồi chứ. Nó phải trong tình trạng ngàn cân treo cục cứt rồi mà tại sao nó vẫn còn máu thế nhở? Xúc cấu. Kỳ lạ thật. Này ơi, ui ôi, đừng mày nó vãi cả nồi. Anh Huy ơi là Huy. Này nhá, mình cho Huy một cái rút kinh nghiệm này. Là lần sau yếu máu ấy, tìm chỗ nào hồi máu cái đã xong hãy chạy đi nha Huy. Hay là ngồi thủ ở đấy, cố thủ đợi nó đẩy lên xong rồi giết nó nha. Chứ đừng chạy ra phơi mặt ra cho bàn dân thiên hạ thế. Phơi đít ra cho bàn dân thiên hạ nó đút vào như thế thì đau lắm nha Huy nhá. Đây ơi, con vợ MP40 Titan của tôi đã xuất hiện rồi các bạn ạ. Uầy, trông em trắng tinh vậy. Uầy, thề luôn, trông em trắng giống y hệt như kiểu là cứt chó để lâu ngày ấy, bên ngoài không khí ấy, là nó sẽ bạc màu đấy. Con vợ này chưa có băng đạn, đã có 28 viên đạn rồi các bạn ạ. Nó đã tương tương với lại là một khẩu MP40 có băng đạn 2 rồi. Vâng, sau khi em mà có một cái băng đạn 1 thôi là coi như em trở thành cụ tổ của các loại MP khác về lượng đạn luôn, với 34 viên. Mà mình vẫn chưa hiểu lắm là tại sao khẩu này một băng đạn từ 28 lên 34, mà tại sao một băng đạn nữa từ 34 lên 40, nhưng băng đạn tiếp theo lại đéo phải từ 40 lên 46 mà nó lại là 45. Ồ, thế đó mới là kỳ tài chứ. Anh nào bên Garena tính đỉnh cao thật ấy. 66 xong rồi lại tiếp theo phát nữa lại là 5 ạ. Không có mục tiêu nào để test con vợ mà MP40 Titan nhở. Con vợ này nãy giờ cầm mà chưa được xài. Có băng đạn 2 rồi các bạn. À đây rồi. Ôi dồi ôi, nó yếu vãi cả cướp. Con vợ của tôi nó yếu đéo thể nào mà tin được. Sinh linh yếu quá. À không, ui dồi, nó vẫn mạnh. Nó vẫn mạnh. Nó lại gọi là mút chùn chụt các bạn ạ. Xin lỗi con vợ nhá. Mình tưởng con vợ yếu nhưng không, con vợ khỏe vãi trưởng ra. Ui, một quả kéo tâm hoàn toàn 50-12 thôi. Trông thì nó hơi bị yếu sinh lý một tí. Nhưng đến gần một chút thôi, đến gần một chút thôi, chạm nhẹ một cái thôi là nhớ nhau cả đời mẹ luôn. Xe không mái, không phải vì xe không có mái. Xe này xịn quá, nó gọi là mui trần. Cái định mày nó vai cả nơi, con xe mui trần của con. Con xe Lamborghini gia truyền của nhà họ Trần nhà con. Vâng, nó đâm mẹ vào đá, thôi bỏ đi các bạn ạ. Mặc dù là cận tận 7 độ đấy, nhưng mắt mình vẫn là 10 trên 10 khi mình đeo kính nhá. Nhìn một phát vẫn nhận ra đâu vếu này là cấp mấy, là cấp H hay là cấp D, cấp C, cấp B gì đấy. Ôi dồi ôi, nhìn phát là thấy ngay trước mặt có một thằng dí bằng được. Phải test MP40 các bạn ạ. Không cầm Ska bắn. Có nhiều bạn tầm đến tầm này sẽ đang thắc mắc bảo: anh Hùng ơi, anh làm ơn anh có thể rút con mẹ khẩu Skyline ra bắn chết nó được không ạ? Không các bạn, phải test MP40. Phải test MP40, phải test MP40, phải test MP40, phải test MP40. Ôi như gì mình rồi. Ôi dồi ôi, định mày nói. Vâng, và anh bắt đầu có haki quan sát, anh nhận ra là có em rồi. Nhưng em đã dí tới gần rồi. Đùa, định mày nói chạy như kiểu là vận động viên marathon nổi tiếng nhất tuyên quang mà không ai biết tới các bạn ạ. Đùa, chạy kinh vãi cứt. Tôi dí nó từ một phát từ tận cầu Tràng Tiền đến tận đây là tận trên núi, nó gọi là núi Sapa rồi. Cuộc đời thật lắm éo le, cớ sao mình lại kéo tâm MP40 nó lại siêu holy shit thế này. Holy shit. Theo như mình dùng và trải nghiệm qua thì mình thấy khẩu MP40 này ngon đấy chứ. MP40 Titan này thì con vợ này tuy là nó không được mạnh như mấy khẩu MP khác, là sát thương với tốc độ bắn các thứ, nhưng được cái là nó nhiều đạn các bạn ạ. Bắn theo cái kiểu là nó kiểu cứ đè tâm ra bắn, bắn liên tục, bắn liên tọi thì nó phải gọi là ngon hơn mấy khẩu MP40 khác rất nhiều. Với khẩu MP40 khác á, kiểu cộng sát thương với tốc độ bắn á thì nó lại chứa tốc thay đạn. Nhưng khẩu mãng xà các bạn thì nếu mà các bạn bắn hết đạn lại còn phải thay, mà thay thì nó rất là lâu. Còn khẩu này ấy, đây các bạn xem nhá, bắn chỉ cần đè tâm thôi. Đây các bạn nhìn lại, ôi đạn nó không quá to nhưng được cái là nó nhiều đạn, đúng như kiểu là 3 phút phụt 3 phát thì các bạn đơn giản, các bạn chỉ cần làm 6 phút thôi thì các bạn phụt 3 phát cũng được. Bắn chậm hơn với người ta thì 6 phút thì vẫn là 3 phát là hợp lý rồi. Hoặc là bây giờ như kiểu là các bạn thì 60 phút nhưng các bạn lại phụt tận 30 phát thì sao? Thì đó lại gọi là hợp lý ở bọn kia đúng không? Người ta gọi đấy là nhiều đạn đấy các bạn. Nói chung là mấy khẩu này ngon, mặc dù là nó trông nó có vẻ cùi bắp như này thôi, trông nó chả khác mẹ khẩu MP40 bình thường cả. Thật ra mình đến thời điểm hiện tại mình vẫn chưa phân biệt được khẩu Titan với khẩu MP40 thường nó khác nhau ở chỗ nào nhá. Sẽ là khẩu Titan thì nó bạc bạc hơn một tí, còn khẩu 40 thường thì trông nó bẩn bẩn xỉn xỉn hơn. Đứng dưới núi ngó lên trên núi nghe tiếng đôm đốt, người ta tưởng đấy là tiếng súng, còn tôi tưởng đây là tiếng Akimochi. Anh ơi tới đây đi, giết em đi, chiếm lấy thân xác em đi. Rồi em ơi, em đã gọi như thế thì anh tới liền. Anh tới anh xin đồ liền chứ việc gì sao mà phải sẵn. Hùng chứng giấy từ tuyên quang mà. Cứ gạ là
tới liền. Và nhân tiện là có nhiều bạn hay hỏi mình là: anh ơi, phim anh dài thì anh có khổ không? Anh sống cuộc sống của anh cảm giác nó có ổn không? Ổn vãi đồ em ạ. Em nhìn thấy quả đuôi của Godzilla này không? Em tưởng nó là cái đuôi của con Godzilla. Em tưởng rằng đây là bộ đồ á. Nếu phải đâu em ạ. Chỗ đây, chỗ anh cất chim đấy. Chim anh đang vắt đằng sau mà. Mày đừng có bốc quét. Ủa, tụi này người chê chiến vậy. Giết tao hết luôn rồi. Đây rồi, ôi rồi ôi. Đúng là súng cộng 2 băng đạn trừ một tầm xa có khác. Mặt xa yếu như chó rách vậy. Nhưng không sao được cái là nhiều đạn. Ôi trời ơi, gì chứ Nguyên về giữ tâm sấy thì gọi là MP40 mã xà. Phải gọi em này ông cố đội luôn chứ. Nhiều đạn vãi nồi các bạn ạ. Cầm khẩu này bắn phê. Gặp mấy đứa kiểu bật chrono lên, cứ giữ lì mà sấy thôi. Cứ giữ mà sấy thôi. Không việc gì phải kéo tâm cả các bạn. Kéo tâm là cái đéo gì có ăn được không? Rõ ràng mà có ăn được thì tôi cũng đéo ăn. Phải con tôi là tôi đấm cho mấy nhát rồi. Giữ tâm các bạn, phải giữ tâm. Cứ bắn theo kiểu là đè tâm ra bắn thì khẩu này nó gọi là số 1 luôn các bạn. Nói chung khẩu này ngon mà. Đúng là MP40 ra mắt đầu tiên có khác. Ờ, đình ơi, tôi nghe tiếng 379 đâu đấy. Vâng, còn đúng thanh niên cuối cùng đứng dưới kia. Rồi xong, biết rồi. Mình đã vứt súng đi để mình test con hàng MP40 các bạn ạ. Còn cái khẩu súng khẩu súng võ lựu này chỉ là để trêu thôi. Về vấn đề mini game ấy thì ở trong video ngày hôm trước thì mình đã có đố các bạn biết là bánh nào mà nghe thôi đã thấy đau. Thực ra câu này là tôi kiếm trên mạng nên nó cũng dễ thôi. Kiểu đố là coi như là trò đấy, kiểu chủ yếu là tìm năm bạn may mắn thôi chứ còn trả lời đúng thì ai chả trả lời được. Thì đáp án đúng của chúng ta đó là bánh tét nha các bạn nhá. Úi trời ơi, vãi nồi, em đứng im cho nó vào bể chín còn hụt. À, em đỡ đạn liền. Úi trời ơi, chùm này đạn đến từ Tuyên Quang. Cái định mạch nó vãi cả rồi. Đạn em bắn em gần chết rồi. À, anh ơi, từ ơi. Từ đau. Định mạch đau. Ok, còn về vấn đề mini game ngày hôm nay thì mình sẽ đố các bạn, đó là câu đố ngày hôm nay đó chính là đố các bạn biết là bánh nhầm, nói đến bánh nhiều bị lú. Đố các bạn biết kẹo dừa, món kẹo dừa là đặc sản của tỉnh nào nước ta nhá. Thì cái tỉnh này là mình có một đứa em rất là quen biết đó của mình và làm từ hồi mini vua với mình rồi, là đó ở tỉnh này. Thì các bạn trả lời đáp án kèm theo đó là ID và năm bạn may mắn nhất của mình trả lời đúng, mỗi bạn sẽ nhận 230 kim cương nhá. Trời ơi, mắt trông kiểu trông vãi đổi thế, trông giống Sharingan thế. Ok, còn bây giờ thì xin phép chắc là video của mình sẽ dừng lại đây thôi. Nếu bạn thấy thích cái video của mình đừng quên để lại cho mình xin một like và đăng ký, và đừng quên là bấm chuông để không bỏ lỡ cái thông báo về kênh của mình mỗi khi mình ra video mới nhất nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo và xin chúc ngày tốt lành. See you again, bye bye.